Ok, Wasco, xin chào các bạn. Tiếp tục hôm nay chúng ta đang ở màn EVA 31, 31 chương 3. Ok, hiện tại mình đang cầm khẩu súng bắn cửa. Một em nó đi. Hai em súng bắn cửa. Mình đã nhặt AK. Quanh đạn nó bắn rồi. À, hai tên chết cùng một lúc bắn súng bắn cửa ở trên này không ổn lắm. Để nó cần cơ động hơn, bắn cửa thì nó hơi chậm một chút. Hết đạn rồi. Chưa được phát nào hết suất. Hết suất. Hết suất. Vừa nói xong thì mang hai phát hết suất được. Okay. Còn 6 tên nữa. Trận này mình sẽ chiến đấu với lại 37 tên. Hiện tại còn 44 máu nữa, mình chưa ăn thêm máu. Còn một tên nữa, chắc là trong này. Ok.
Ok, Wasco, chúng ta đến với level 35 chương 3. Một mình sẽ chiến đấu với lại 41 tên khủng bố. Ok, mọi người theo dõi video của mình thì cho mình xin một nút like, cũng như là đăng ký kênh để xem tiếp những video của mình nhé. Ok, 3 tên đã gục. Ok mọi người xem thì cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Tiếp tục ra những video tiếp theo nhé. Có thể donate ở trên góc trái màn hình của các bạn là những hình ảnh của những bạn nữ. Mọi người donate cho mình để mình có thể tiếp tục ra những video tiếp theo. À, con nhắn các bạn đi. Các bạn nhìn map. Dạ. Map bên góc trái không? Cái phim trên màn hình của các bạn nhé. Anh có mát, chúng ta sẽ nhìn được chân địch ở đâu để đi tập. Bắn tốt nhất. Okay. Còn 27 tên nữa. Headshot. Hai tên. Trời ơi, 11 tên nữa. Nhiệm vụ của mình là tiêu diệt bọn khủng bố. Không lên nữa. Rồi không lên, không lên nữa. Ngáo. Đã kéo mình mất bao nhiêu máu rồi.
còn một tên duy nhất trùm cuối của bảng 35 này. Tên đây kìa. À. Tiếp tục.